Sông Hiếu là một chi lưu của sông Lam, có tổng chiều dài khoảng 220 km, được bắt nguồn từ vùng núi huyện Quế Phong, chảy quanh co theo hướng Đông Nam qua Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, đến thị xã Thái Hòa, rồi đổi hướng chảy theo hướng Tây Nam qua huyện Tân Kỳ, Anh Sơn và hợp nhất với sông Lam. Hàng năm, cứ vào mùa mưa lũ, các địa phương dọc đường 48, nơi con sông Hiếu chảy qua, chịu ảnh hưởng nặng nề khi hiện tượng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, khiến hàng trăm hộ dân sinh sống nơi đây luôn sống trong tình trạng thấp thỏm lo âu. Hàng chục năm trở lại đây, người dân bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, thuộc huyện miền núi Quỳ Châu, Nghệ An, luôn sống trong cảnh bất an khi tình trạng sạt lở, xói mòn của sông Hiếu đang cuốn đi từng thửa đất, đe dọa trực tiếp tới những ngôi nhà của họ. Toàn bản Minh Tiến có 150 hộ dân đang bị tình trạng sạt lở đe dọa đến tính mạng mỗi khi có mưa lũ lớn tràn về. Nơi thượng nguồn sông Hiếu, tình trạng khai thác rừng, khoáng sản bừa bãi dẫn đến hệ lụy sông đổi dòng chảy. Điều đó khiến quy luật bên lở, bên bồi thường thay đổi theo từng năm không còn nữa, và người dân phải hứng chịu sự hung hãn của dòng sông. Mùa mưa lũ đến, người dân lại sống trong nỗi lo sạt lở, nỗi lo bị hà bám nước bất cứ lúc nào. Ở nhân dân ở đây á, thì theo như tôi nghĩ và nhìn thấy thì nhân dân ở đây rất là phức tạp, khó khăn, đường xá đi lại rất là phức tạp. Theo cái dọc bờ sông Hiếu này, cứ đến mùa, cứ hàng năm á, là cứ đến mùa, cứ đến cái mùa này, mùa lúa, mùa ngô, mùa khoai này, cứ đến là lúc nào thì trổ thì cái mùa đó cứ lại lũ lụt đến, cứ lụt đến thì vân đồng bà con đi làm thế nào nữa để tránh cái thiên tai hòa hoạn, đi làm thế nào ngăn chặn được ở những cái lúc lũ lụt về, đồng viên nhân dân. Nếu nhà nào ở gần bờ sông thì đồng viên nhau để cùng nhau để tìm mọi cách để cứu trợ nhau cái đoạn đó cho đến cái nước xuống. Đấy. Thì cái lúc đó để truyền đồ đạc về cho các hộ gia đình rồi có cái gì để dân làng vận động nhau để quyên góp giúp đỡ nhau cái lúc hòa hoạn nạn cái đoạn đó. Trước đây dòng sông Hiền Hòa là nơi kiếm sống của bà con đồng bào ở địa phương. Dù mùa nắng hay mùa mưa, nước sông Hiếu cũng cho đầy tôm cá, hải sản. Thế nhưng thời gian gần đây, sông Hiếu đã trở thành nỗi ám ảnh lớn cho người dân. Mỗi khi trời mưa to hay lũ lụt, nước sông Hiếu dâng cao, dòng nước chảy mạnh và xiết, gây sạt lở nghiêm trọng, xâm lấn hết đất nông nghiệp. Mấy năm trở lại đây, vùng đất sản xuất, đất trồng hoa màu xanh tốt bên bờ sông Hiếu đã bị bồi lấp, biến thành vãi đá sỏi. Ông Phan Huy Toán là người dân sinh sống trên vùng đất này hàng mấy chục năm nay, nhưng ông cũng không thể tưởng tượng nổi, nhìn những vùng đất hoa màu bị trôi dạt hết, giờ chỉ trơ lại cát sỏi. Ông chia sẻ,
khoảng 10 năm trở lại đây, năm nào lũ cũng càn quét và gây sạt lở nặng, không còn đất để sản xuất nữa. Người dân ở đây làm nông là chính, nên những vùng đất bồi còn sót lại, họ vẫn cố vớt vát để trồng rau xanh cho gia đình. Nếu sạt lở theo đà này, không biết người dân sẽ bám trụ vào đâu. Cái bãi này là một bãi, tôi nói là một bãi đất phù sa. Ở đây là có một bãi đất phù sa, là dân ở đây là họ sản xuất, họ canh tác ở đây bằng ngô lạc ở cái bãi này mau mở. Nhưng mà 8-9 năm gần đây, 8-9 năm này nãy là bị cách đấy 8-9 năm nó coi như bị lụt nó trôi đi, trở thành một cái bãi đá đá sỏi. Hiện nay cái bãi đá này là trở thành bãi đá sỏi thì các cái hồ mà canh tác đây thì không làm được nữa. Vào thời điểm này, nước sông Hiếu đang vào mùa cạn, dòng sông vẫn êm đềm chảy. Thế nhưng vào mùa mưa lũ, trời mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao, gây ngập lụt và sạt lở đất, đã trở thành nỗi ám ảnh lớn cho người dân. Với ông Lê Thành Hùng, những ngày yên ả bên ngôi nhà nhỏ của mình, ông vẫn hàng ngày chăm chút với công việc của tuổi già. Thế nhưng để bám trụ với mảnh đất dẻo cao bên dòng sông Hiếu này, ông cũng xác định là phải sống chung với lũ. Ông đã tự trang bị cho gia đình ngôi nhà chống lũ, đề phòng khi mưa lớn, nước sông Hiếu dâng cao. Nên những vật dụng quan trọng và thiết yếu, ông đều cất sẵn nơi căn nhà nhỏ bé này. Tháng 8 mà là về cái mùa mưa nhiều nhất, cô ạ, thì là đều có như vậy là những cái trận mưa nhiều và mưa to, nó kéo dài. Nếu nó kéo dài thì nó mới lụt, nếu không kéo dài không thể lụt được. Ở đây này, nó kéo dài là nó lụt toàn phần đây. Nhất là cái 2009 rồi là nó lụt, phải nói nó thần mở đây, tất cả như vậy là đều là tôi phải chuyển về nhà chỗ Huyền đó. Huyền xã đội trưởng đó, về đó ở đó mấy ngày. Về nhà bên này họ trôi đi này, trôi cái nhà bên này, nhà lán của họ trôi đi. Thế cho nên là ở nhà tôi đây là may cũng cho tôi là ai ông bà già là xây được cái nhà này mà ở, chứ không có nếu là ở nhà gỗ cũng trôi mất rồi. Vào mùa mưa lũ hàng năm, nước sông Hiếu dâng cao, cuộn réo đỏ ngầu, cuốn đi khá nhiều bụi tre và cây to ở sát bờ sông. Một số gia đình phải đến nơi khác nhờ lánh nạn, nhưng cũng có những hộ dân liều mình bám trụ. Bờ sông Hiếu đoạn qua bản Minh Tiến, sạt lở dài khoảng gần 1 km. Điểm sạt lở chỗ thấp nhất từ 4 đến 5 mét, chỗ cao nhất hơn 10 mét. Khoảng 5 năm trở lại đây, bản Minh Tiến đã bị sông lấn mất gần 1 hectare đất thổ cư. Hiện tại bờ sông đã ăn sát vào nhà các hộ dân, đe dọa tính mạng người dân trong mùa mưa lũ. Nhưng khi hỏi đến chuyện di rời đến nơi an toàn, thì bà con hầu như không mặn mà gì. Một phần vì đã sinh sống ở đây hàng chục năm, nên cũng đã quen với cuộc sống nơi đây. Qua các thời kỳ gọi là tôi là người sống ở xóm Bản Bài là bên bờ sông Hiếu, thì cứ đến hàng năm là tháng 7 tháng 8 là có lũ lụt lớn, cho nên là phải vận động bà con để chuẩn bị mỗi người mỗi nhà là những cái cần thiết là phải gói gọn lại và chặt bè để lấy mỗi nhà một cái bè, để khi mà xảy ra là nhà nào nhà nấy là vào bè là chuyển vào phía trong. Thì qua các thời kỳ đều làm như thế. Sạt lở đây thì trước đây thì cũng chưa đến nỗi như thế này,
Trước đây cũng chưa đến nỗi như thế này, nhưng mà sau thì thấy sạt lở nhiều thì cũng có cách gọi là vận động bà con trồng các cây gọi là theo dọc bờ sông, hoặc là cây luồng, cây lật đó, những cái cây này đó, mấy cái cây này là mới trồng cách đây hơn 5 năm nữa thôi. Ừ. Thì cho nên là cây nhãn, cây nhất chỉ có là do bà con vận động nhau là trồng để chống sói lở. Sông Hiếu đoạn đi qua xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, thời gian gần đây trở nên hung hãn hơn. Vào mùa mưa lũ, sông cứ lấn sâu vào diện tích đất canh tác, đất thổ cư hai bên bờ, ảnh hưởng lớn đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Men theo bờ sông Hiếu và chứng kiến cảnh tượng sạt lở kéo dài, có chỗ sông ăn sát cả vào nhà dân, có những chỗ sạt lở mái sâu 10 đến 12 mét. Chị Nguyễn Thị Yến, 45 tuổi ở Châu Hội, cũng không khỏi lo lắng khi bờ sông chỉ cách nhà chừng 6 đến 7 mét. Mặc dù gia đình chị cũng đã đầu tư trồng che mét chống sạt lở, nhưng rồi nước lũ đã cuốn đi hết. Cách đây mấy năm, bờ sông sạt lở mạnh đã cuốn trôi ngôi nhà của gia đình chị xuống sông. Gia đình chị đã chuyển nhà vào trong, nhưng cứ đà sạt lở như thế này, không biết nhà của chị sẽ ra sao. Mùa mưa đến là chị lại nơm nớp lo sợ. Năm 95 chúng tôi lên đây là nhà là ở dưới bờ sông này. Rồi là tình trạng là năm nào cũng lũ lụt lên cao nên chúng tôi là chuyển nhà lên đến kia. Vườn hồi xưa là làm đây là làm mau hết này. Dư sạt lở không có đất để làm mau nữa. Tôi sinh ra lớn lên ở vùng đất này này. Năm nay tôi cũng đã gần 50 tuổi rồi. Nhưng mà xưa kia thì dòng sông còn chảy ở bên kia, dư bên kia bôi lở bên này thì bôi bên kia. Đấy, gia đình ơi, từ thời chiến tranh là cũng ở sạt bờ sông, rồi cứ sạt lở thì xích dân lên đường để cho khỏi sạt lở. Thực tế mà nói thì để dí rơi nó ở cũng rất khó khăn. Nằm trên địa bàn về ở dọc bờ sông, ở bên bờ sông thì người dân cũng rất lo sợ cái tình trạng là cứ sạt lở của hàng năm. Trước tình trạng sông nuốt đất lấn vào làng, biết là sạt lở nghiêm trọng, song chính quyền đang bất lực trước tình trạng này. Trước mắt, chính quyền địa phương chỉ biết vận động nhân dân di rời, tiếp tục trồng che nứa, làm bờ kè rõ đá để chống sạt lở. Rồi hàng năm báo cáo cấp trên, mong nhà nước và cấp trên hỗ trợ, triển khai các dự án giúp những hộ dân ven sông Hiếu để sống không còn lo về tính mạng. Chính quyền huyện Quỳ Châu cũng đã chủ động tổ chức di dời theo hình thức xem rắm cho những hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Khi dự án di dân khẩn cấp vùng thiên tai xã Châu Hội, Quỳ Châu được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 20 tháng 3 năm 2013 với tổng số vốn 49 tỷ đồng, dự kiến di dời khoảng trên 70 hộ dân. Đây là giải pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân vùng nguy cơ sạt lở. Thế nhưng qua rà soát, huyện Quỳ Châu có khoảng 535 hộ dân ở vùng nguy cơ sạt lở bờ sông, sạt lở núi nằm ở các xã Châu Hội, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Hạnh. Để đảm bảo an toàn cho bà con, từ năm 2009 đến nay, huyện đã di dời xen rắm được 62 hộ dân theo nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh 10 triệu đồng cho mỗi hộ di dời. Số hộ dân còn lại chưa thể di dời do địa thế đất bằng khan hiếm, trong khi nguồn ngân sách của xã huyện lại hạn hẹp.
Các cái hộ dân mà ở sinh sống gần các khe suối, hồ đập thì Ủy ban nhân huyện phối hợp chỉ đạo các xã là thứ nhất những cái hộ nào nguy cơ sạt lở thì tổ chức cho di dời và chuyển vào cái các cái khu sen rắm. Đồng thời á là bố trí cái nơi sản xuất tái định cư. Đặc biệt là vừa qua thì Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo có cái dự án bản mông đã triển khai ở Châu ở Quỳ Hợp. Tuy nhiên là cái việc ảnh hưởng trực tiếp đến người dân ở huyện Quỳ Châu là toàn bộ ảnh hưởng đến. Do vậy mà qua cái công trình thủy điện bản mông này á thì huyện đang tập trung chỉ đạo là tái định cư cho các hộ này, đồng thời là lồng ghép các cái chương trình để nhân dân vừa ổn định sản xuất nhưng mà đảm bảo được cái việc là đối với cái nhà cửa cho người dân. Không khác gì so với các xã ở Quỳ Châu, mà các xã ở huyện Quỳ Hợp và Nghĩa Đàn cũng chung nỗi lo sợ khi mùa nước lũ về. Hàng nghìn hộ dân nơi có con sông Hiếu chảy qua cũng luôn sống trong tình trạng lo sợ mất đất, mất nhà. Chứng kiến những bờ vực cao trên 3 mét do tình trạng sạt lở tạo nên, khiến những ai đến khu vực này không khỏi lo lắng. Cùng chung nỗi lo thường trực như người dân bản Minh Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu là những người dân thuộc xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Đại đa số dân cư nơi đây sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp. Thế nhưng từ năm 2004 đến nay, sông đã làm sạt lở, cuốn trôi mất hơn 30 hectare đất sản xuất và hàng chục hectare đất thổ cư. Không chỉ tài sản, của cải vật chất, mà đến cả tính mạng con người ở đây đang bị đe dọa nghiêm trọng. Tình trạng sạt lở bờ sông tại hai địa bàn huyện Quỳ Châu và Quỳ Hợp đang trở thành vấn đề cấp bách khi mùa mưa lũ lại sắp đến. Đất canh tác vẫn sẽ bị xâm lấn, người dân vẫn sống trong lo sợ vì chẳng biết đến khi nào tình trạng trên mới được khắc phục, nên cuộc sống của người dân cũng đành sống chung với sạt lở. Những ngày đầu tháng 9 năm 2015, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xuất hiện nhiều cơn mưa lớn trên diện rộng. Kéo theo đó, một số nơi bên dòng sông Hiếu đã xảy ra tình trạng sạt lở, đe dọa đến tính mạng, tài sản của hàng trăm hộ dân sống ở lưu vực sông. Do mưa lớn, nước lũ tại sông Hiếu cũng như nhiều con suối trên địa bàn huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Quế Phong dâng cao và nhiều địa bàn đang bị chia cắt. Đặc biệt tại nhiều bản của các xã Châu Phong, Châu Tiến, Châu Thắng, Châu Nga, Nậm Giải bị chia cắt cục bộ, đập tràn đi từ trung tâm xã Châu Tiến vào bản Hoa Tiến 1, Hoa Tiến 2, nước lũ dâng nhanh, hai bản nói trên bị cô lập hoàn toàn. Tại xã Châu Thắng, có 5 bản với hàng trăm hộ dân bị nước lũ uy hiếp. Nước lũ tại sông Hiếu dâng khiến cầu Châu Thắng bắc qua sông này bị ngập sâu hơn 1 mét. Nước lũ đã làm cô lập hoàn toàn hệ thống đường giao thông, làm hư hỏng nhiều tuyến đường, gãy đổ nhiều cây cối, nhà cửa và tài sản của nhân dân. Để sớm khắc phục những thiệt hại do bão lũ gây ra và hạn chế tình trạng ách tắc giao thông, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị, tổ chức giám sát, phối hợp với các lực lượng địa phương để khắc phục sự cố xảy ra. Hàng năm qua cái mùa mưa bão thì gây khó khăn rất lớn cho bà con nhân dân. Thứ nhất là cái phần đi lại, thứ hai là thiệt hại cái mùa mưa lũ là thiệt hại hoa màu của nhân dân.
như dân làm mâu thì làm gần sông thì dọc theo bờ sông, cũng như là các vùng lúa trũng thì ngập úng thì gây thiệt hại cho nhân dân rất nhiều. Trước mùa lũ thì xã triển khai họp để quán triệt cái phòng chống lụt bão và chúng tôi cũng tuyên truyền cho bà con. Nhưng mà hy vọng mong muốn của nhân dân ở đây là muốn có cái cầu. Vì vậy chúng tôi cũng đề xuất với cấp trên là tạo điều kiện để hỗ trợ chúng tôi cái cầu treo cũng được để dân đi lại cho thuận tiện. Với lại các cháu đi học cho được đi học cho có phương tiện đi lại cho khỏi phải chở cho con em. Trong những đợt mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về, huyện Nghĩa Đàn là địa phương ở hạ lưu của sông Hiếu cũng chịu ảnh hưởng lớn và gây sạt lở nghiêm trọng tại các xã như Nghĩa Hưng, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Thắng, Nghĩa Hồng. Theo người dân, nguyên nhân làm cho sông Hiếu ngày càng bị xâm lấn là do quá trình khai thác cát trái phép tràn lan trên địa bàn đã khiến cho nhiều diện tích đất canh tác của người dân bị sạt lở, mất đất sản xuất, lòng sông nham nhở, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, dòng chảy cũng đang thay đổi từng ngày. Địa phương tôi này có hai dòng sông nó chạy qua, nhất là cái sông Hiếu, sau đó sông Trinh. Vào cả cái mùa mưa lũ thì có thể nói rằng địa bàn Nghĩa Hưng tôi thì hầu như 2/3 dân số là bị cô lập. Đặc biệt là sau có mỗi cái trận mưa lũ này, thì như vậy là hai bên dòng sông Hiếu và sông Trinh đều bị sạt lở đất nặng. Đặc biệt là cái dòng sông Hiếu, vì chúng tôi có hơn 3 km trong sông Hiếu chạy qua. Cho nên để rồi coi như là khắc phục được tình trạng này thì có thể nói là hiện nay địa phương chúng tôi cũng đang vận động nhân dân không được coi như có thể nói là cái khai thác cát sỏi bừa bãi. Cái thứ hai nữa là hai bên dòng sông thì chúng tôi làm thế nào đó bảo đảm được coi như có thể là thêm được bụi tre nào, gốc tre nào thì quỹ cái gốc tre đó để rồi chống cái sạt lở. Dòng sông mang nguồn nước ngọt tưới tiêu cho ruộng đồng, mang nhiều phù sa làm giàu cho đất, nuôi sống cá tôm với giá trị kinh tế rất lớn. Mấy năm qua, tình trạng của các con sông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện tượng sạt lở, xói mòn diễn ra với tốc độ nhanh chóng là do việc bảo vệ ngăn chặn nạn khai thác nguồn lợi trên sông không được tốt. Sự xói lở đe dọa cuộc sống của người dân. Một số vị trí của bờ sông đã bị xói mòn vào đến nhà dân. Người dân bị mất vườn, mất nhà và đe dọa tính mạng. Những năm gần đây, nhiều cá nhân khai thác cát sỏi tự do trên sông, máy hút sỏi công suất lớn, hoạt động suốt ngày đêm. Hai bên bờ sông bị xói mòn, các công trình xây dựng trên các bờ sông ngày càng nhiều. Rừng đầu nguồn bị khai thác quá mức, dẫn đến chế độ dòng chảy bị thay đổi. Mùa lũ về, dòng chảy của sông lại càng dữ tợn, làm cho sự xói mòn càng trầm trọng hơn. Những vùng đất sản xuất chỉ còn lại rất ít. Với những đoạn sông, dòng chảy sát tận con đường dân sinh đi lại, nguy cơ sạt lở đe dọa cuộc sống của người dân. Trước đây, khu vực nhà dân cách sông Hiếu cả 100 mét, nhưng bây giờ chỉ vài bước chân là đã ra đến mép sông. Hàng năm, cứ đến mùa mưa là bà con lại lo lắng cho mảnh đất nhỏ trong vườn còn sót lại bị sông lấn. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc, huy động nhân dân đóng cọc tại các chỗ sông yếu để bảo vệ bờ sông trước dòng lũ dữ. Với phương pháp này cũng chỉ mang tính tạm thời. Cái bể, cái giếng đó. Đây, một. Mấy năm nay là trời lụt là cứ sập lở này. Còn gia đình là cứ mưa khi mưa lo khi nãy á, cứ sập rồi là đổ trong mấy cây mét đi. Đến khi cho đỡ sập á, cho nắm mồm cứ sập là mưa to lọ lớn là cứ lo cứ sập vào đèn đấy. Là trong mấy cây mét cho đỡ. Chứ nắm mồm cứ nổi mét chứ cứ vẫn sập đổ, sập trắng nữa. Mặc dù sạt lở bờ sông là hiện tượng tự nhiên hết sức phức tạp, phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội sinh, ngoại sinh hay các nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau,
như về địa hình, địa chất, yếu tố hình thái của dòng sông, sự tác động của yếu tố thủy lực dòng chảy và những tác động khách quan từ các hoạt động của con người như việc chặt phá rừng đầu nguồn, khai thác khoáng sản, xây dựng các công trình trên sông. Đối với hiện tượng sạt lở bờ sông Hiếu trong nhiều năm qua, đến nay tình trạng sạt lở có nhiều diễn biến phức tạp, gây ra nhiều thiệt hại, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Mùa mưa lũ đang đến, nhiều địa phương từ miền núi đến đồng bằng đang đứng trước nguy cơ bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống, tài sản của hàng ngàn hộ dân. Để chủ động ứng phó với tình trạng trên, các địa phương đã chủ động triển khai những giải pháp ứng phó trước mắt như kè lát mái, công trình giảm tốc ven bờ, công trình chuyển hướng dòng chảy. Tuy nhiên, giải pháp lâu dài, hiệu quả nhất vẫn là ý thức bảo vệ môi trường sống của từng người dân. Tôn trọng quy luật của tự nhiên cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ môi trường sống của chính mình, tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi địa phương mà áp dụng các biện pháp cho phù hợp. Về cái mưa bão, để chủ động trong công tác phòng chống lụt bão hàng năm, thì Ủy ban nhân dân huyện đầu năm đã tổ chức các cái cuộc họp để đánh giá công tác phòng chống thiên tai lụt bão, đồng thời giao trách nhiệm cho các cái địa phương, đặc biệt là các ban ngành, để tổ chức xây dựng phương án phòng chống bão đến với mọi người dân được biết để chủ động phòng tránh. Đồng thời là kiểm tra các cái công trình ách yếu đối với trên toàn bộ hệ thống địa bàn. Và hai nữa là xây dựng cái phương án phòng chống lụt bão đối với từng điểm mà có khả năng sạt lở cũng như lũ ống lũ quét, cảnh báo cho người dân biết. Trong khi chính quyền các cấp đang gặp khó khăn về kinh phí triển khai phương án di rời, tái định cư cho các hộ dân, thì người dân vẫn phải sống chung với tình trạng sạt lở. Đất sản xuất bị thu hẹp, đất ở bị đe dọa, hàng trăm hộ dân đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Chính quyền địa phương cần đưa ra các phương án tối ưu nhất hỗ trợ người dân có an cư thì mới lạc nghiệp. Để giảm bớt khó khăn cho người dân nơi vùng đất này, thì chính quyền địa phương cần lồng ghép thêm nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác nhằm tăng thêm mức phí hỗ trợ. Có như vậy, các dự án đưa dân từ vùng nguy hiểm, vùng có nguy cơ cao về sạt lở đến nơi an toàn mới thực sự là vùng đất lý tưởng để người dân yên tâm sản xuất, ổn định dân cư, xây dựng cuộc sống mới, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.